Xin chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh Bá Hồng Audio. À, xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành và theo dõi uh, những cái video clip cũng như là những cái sản phẩm của Bá Hồng Audio uh, đang lên để uh, giới thiệu với mọi người. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng em xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc may mắn, chúc bình an tới tất cả những uh, anh em chơi audio những anh em đang xem video clip những anh em khách hàng và những người uh, chuẩn bị làm khách hàng của báo audio một uh, tháng mới thật nhiều may mắn thật nhiều niềm vui thật hạnh phúc đó và thật nhiều tài lộc uh, Và chúng ta cũng chỉ còn uh, uh, hơn 80 ngày nữa thôi uh, là đã đến Tết Nguyên đán rồi anh em đã chuẩn bị gì cho mình để chơi dịp Tết này chưa đã chuẩn bị uh, loa đài, chuẩn bị âm thanh, chuẩn bị audio gì chưa ạ? Uh, đã gần đến Tết rồi, uh, sang tháng 10 này rồi, rất là nhanh nữa thôi uh, Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu với quý vị các bạn một uh, siêu phẩm Có thể nói rằng rất lâu rồi uh, mới có hàng mới về giao lưu với mọi người Vì là uh, Tanoi noi đang bị uh, đứt gãy cái chuỗi cung ứng những cái linh kiện, những cái vật tư để lắp ráp Cho nên là họ... Uh, bị gián đoạn rất là nhiều, thường xuyên là thiếu hàng. Uh, chúng ta có thể thấy rằng uh, những cái dòng Prestige của Tanoy thì không có hàng cách đây khá là lâu rồi đúng không ạ? và lên tới 2 năm rồi và về rất là nhỏ giọt. Như ngày xưa thì có thường xuyên và có nhiều, nhưng bây giờ thì rất là nhỏ giọt. Đó uh, và uh, chính vì vậy thì ở Việt Nam cũng không có hàng nhiều đâu thưa quý vị và các bạn, cho nên là uh, tranh giành mãi mới được một cặp Canterbury về để phục vụ mọi người. Đó, và trong cái dòng Prestige um, thì Canterbury là cái dòng lớn thứ hai sau Westminster. Westminster thì rất là to và khủng. Đó, ngoài đồ đánh ra thì cái kích thước của nó rất là lớn cho nên là việc chơi và trưng bày nó cũng rất là khó khăn. Đó, thì uh, Canterbury lại là một cái lựa chọn rất là hợp lý với mức tiền hợp lý với hình thức hợp lý với chất âm hợp lý và rất hay. Cho nên là anh em có nhu cầu thì liên hệ ngay với em để được tư vấn tốt nhất nhé. Và cặp loa này thì uh, là uh, năm 2022 Hàng 2022 nha Chúng ta có thể nhìn thấy là cái thùng để mới thì sẽ thiết kế nó khác so với ngày xưa Ngày xưa thì không có những cái họa uh, tiết này ở bên ngoài thùng đó Và đây là cái mẫu mới cho nên là uh, chúng ta dùng cũng um, Nói chung là nó cũng không có gì thay đổi đâu Nhưng uh, cái đếp mới, cái đầy mới thì uh, chúng ta dùng cũng thích hơn đúng không ạ đó, Không lại bảo em Bá Hùng uh, lấy đầy cũ ra bán đầy mới nhé <laughs> em đùa vậy thôi, bên em thì uh, luôn rõ ràng. Uh, lướt là lướt và new là new, mới là mới, cũ là cũ, cái gì ra cái đó, cái nào có giá của cái đó. Cho nên là anh em mua bên em hoàn toàn yên tâm nhá. Với kinh nghiệm là hơn uh, 10 năm làm audio thì cái đầu tiên là cái chuẩn mực và chuẩn chỉ là cái danh dự mà uh, đã đúc kết từ rất nhiều năm nay để uh, được mọi người tin tưởng và ủng hộ rồi. Cho nên là làm gì cũng phải chuẩn chỉ anh em, hết sức là yên tâm. <laughs> Và cái cặp loa này thì uh, hiện tại thì giá niêm yết của hãng đang là 589 triệu đồng. Đó thì uh, bên em sẽ có hai option để chúng ta lựa chọn. Đó, menu sẽ có hai option để chúng ta lựa chọn. Một là nếu như anh em mua thẳng loa thì bên em sẽ giảm giá thay vì phải thuê mặt bằng đắt đỏ phố lớn, nhiều nhân công anh em làm việc tốn nhiều chi phí bộ máy công cành thì bên em lựa chọn cho chúng ta một giải pháp là bán hàng giá cực kỳ rẻ như là chúng ta mua tại kho đó không phải mất nhiều chi phí cho nên là cái việc mà chi phí đó thì em sẽ giảm trực tiếp vào giá sản phẩm đó cho nên là những cái hàng bên em bán ra luôn luôn có cái tính giá cạnh tranh với rất tất cả các cái nơi khác anh em yên tâm nhá đó về thứ hai là là nếu như chúng ta mua đúng giá niêm yết thì sẽ có một phần quà tặng trị giá là 283 triệu đó là bộ dây loa nó uh, T2 ở uh, hàng uh, mới chính hãng trị giá là 283 triệu đồng một cặp dây tín hiệu và một cặp dây loa anh em thấy uy tín chưa ạ anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em sẽ có những cái sự tư vấn chi tiết hơn và đương nhiên là cái mức giá thì bên em không được uh, công bố phá giá rồi đó, thì sẽ bị cắt ngay đại lý cho nên là anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp một cuộc điện thoại một tin nhắn thôi là em sẽ gọi lại báo giá cho anh em 4 xx uy tín chưa x nhỏ nha cực kỳ nhỏ siêu siêu nhỏ đó. và cái uh, cặp loa này nếu như anh em mua với giá niêm yết thì em sẽ có một bộ dây dẫn tặng cho anh em trị giá là 283 triệu đồng dây đến từ nó đót thương hiệu hàng đầu thế giới về sản xuất dây và phụ kiện quá là uy tín luôn đó. một lần nữa em xin nhắc lại là cặp loa có mức giá là 589 triệu đồng đến 2022 hàng mới đó anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em sẽ có mức giá tốt nhất, tốt tốt nhất. Còn nếu như anh em mua đúng giá niêm yết thì sẽ tặng bộ dây dẫn của nó đót trị giá là 283 triệu đồng, quá là uy tín và quá là hời. Và đương nhiên là nếu như trong ngày hôm nay thì sẽ có mức giá hấp dẫn hơn nữa. Đấy, cho nên là anh em nào có nhu cầu thì rất mong được mọi người giao lưu cũng như ủng hộ em bảo hồng hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0978 263 263 rồi chúng ta cũng chờ cùng chờ đón video clip Khôi thùng cũng như là video clip Tết âm thanh để uh, uh, thưởng thức âm thanh Của cặp loa này nha Cặp loa này thì nói chung là miễn bàn rồi Chỉ uh, quan tâm là chúng ta cầy tiền đi Để có tiền mà chơi thôi Nhưng cặp này thì thực ra nó cũng không phải là quá đắt đỏ So với lại các cái thương hiệu uh, khác Châu Âu ví dụ như là tiền tỷ vài tỷ 5-70 tỷ thì nó rất là đắt Đó, Nhưng mà với tầm khoảng độ vài trăm triệu Thì em nghĩ là uh, ta nói làm Tròn cái bộ phận của mình Là một cái chất âm hay Hình thức đẹp, thanh khoản tốt đó, anh em chơi tanoi thì gần như là rất là giữ giá rất nhiều anh em chơi uh, tanoi sau đó nâng cấp sang những đồ hai em tiền vài ba tỷ nhưng nó thực sự là đến khi tầm đấy thì cái việc trao đổi nó cũng khó khăn hơn nâng cấp khó khăn hơn rơi tiền rất là nhiều nhưng sau đó thì uh, loay hoay mải mê mãi chán cũng quay lại tanoi uh, tanoi thực sự là một cái uh, nó có một cái gì đó rất là giữ giá bởi vì là uh, ai cũng có thể chơi được giá thành hợp, đấy hình thức đẹp, thanh khoản nhanh. Đấy, thôi, không làm vòng nữa. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip. Ờ, nhớ là nếu như chưa đăng ký thì nhấn đăng ký và uh, theo dõi kênh để nhận được nhanh nhất, sớm nhất những video clip mới nhất do bên em thực hiện nhá Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.